Theo hãng tin TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga quan tâm đến các cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân với Hoa Kỳ, nhưng các cuộc đàm phán này khó có thể diễn ra trong tình hình hiện nay. Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi đại sứ Hoa Kỳ tại Nga John Sullivan nói rằng Washington chưa đưa ra bất kỳ chỉ thị nào về việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán này. Phát biểu với các phóng viên ngày 16 tháng 6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định cần phải tiếp tục các cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân giữa Nga và Hoa Kỳ trong bối cảnh có những chuyển dịch mang tính kiến tạo trong lĩnh vực an ninh châu Âu và thậm chí toàn cầu đang diễn ra. Những cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân là cần thiết, cả thế giới cần chúng. Có lẽ điều đó khó xảy ra vào lúc này, nhưng sớm hay muộn chúng ta cần quay lại vấn đề này trước đó trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS đại sứ Hoa Kỳ tại nga John Sullivan cho biết ông không được Washington hướng dẫn chuẩn bị cho các cuộc đàm phán như vậy như ông Sullivan nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề này đối với quan hệ song phương giới chức nga luôn đề nghị Hoa Kỳ hợp tác để tăng cường ổn định chiến lược vào tháng 12 năm ngoái phó chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia nga ông Dmitry Medvedev nêu rõ nga đề xuất Hoa Kỳ hợp tác để tăng cường sự ổn định chiến lược dựa trên những nguyên tắc đã thống nhất trong New Start Hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Nga, hai quốc gia vốn nắm giữ hơn 90% lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới. Theo ước, kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước chỉ được giới hạn ở mức 700 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng.